Rồi cậu Quang Thanh, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì em xin giới thiệu đến mọi người video số 428, một số cây cần Nhật Bãi, chất liệu là carbon. Và shop em là bên quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Mọi người mua hàng gọi điện hoặc là nhắn Zalo cho em qua số 0778873789. Mọi người mua hàng của bên em là được kiểm tra trước khi thanh toán. Và bên em có ship sale để toàn quốc. Lô này được đánh số từ số 1 cho tới số 20. Mọi người mua nhắn giùm em mã hàng nha mọi người. Rồi em sẽ đi vào giới thiệu chi tiết cho mọi người tham khảo nha. Đầu tiên sẽ là mã hàng số 1 là một cây cần dây trong nha mọi người. Hôm nay thì có một số cây dây trong ha. Nhiều cây dây trong, 5-7 cây gì đó mọi người, 8-9 cây luôn. Rồi cây này là cây 3 khúc, chất liệu là carbon của hãng Suzumi Powerbone. Bát hãng, dài là 3m3, độ cứng là 30 Interthrow, màu hồng nha mọi người, có pha hồng ha, hồng pha màu trắng. Luồng dây trong nha mọi người, cần dây trong 3 khúc ha. 3 khúc, dài 3m3, đọt là 2 ly 3, nặng 400g. Tem vàng xuất Nhật nha mọi người. Ngoại hình cần còn đẹp. Số 1, chiều dài là 3m3, giá là 530.000 nha mọi người, chất liệu là carbon. Mã hàng số 2 là một cây carbon 2 khúc. Dây trong, chiều dài của nó là 2m7. 2m7 của hãng Alpha Techco nha mọi người. Bát là bát Fuji, Made in Hàn Quốc. Bu nó đây mọi người, bu nó là bu xích ha. Luồng dây trong, cần 2 khúc dây trong, chất liệu là carbon. Dài 2m7, đọt 3 ly 3, nặng 220g. Số 2, rồi giá là 470.000. Số 3 là một cây dây trong 2 khúc rút Strong Holder, dài 2m4, độ cứng 30 Insider, bát Fuji. Bu nó là dạng như thế này, luồng dây trong nó là cái bu dẹp nha mọi người. Đầu bu đây mọi người, chất liệu là carbon, dài 2m4, cứng 30, đọt 2 ly 3, nặng 200g. Số 3 giá 390.000, 390 free ship, có bị dính đó đây. Tiếp theo là số 4 là một cây Suzumi Powerbone, Suzumi 2 khúc carbon, bát là bát hãng, dài là 2m7, được cứng 30. Dài 2m7, cứng 30, tem vàng xuất Nhật luôn. Bu nó đây mọi người, bu nó hơi nhỏ xíu ha. Luồng dây trong 2 khúc, bu cần cũng còn sáng đẹp. Đọt là 31, nặng 240g. Mã hàng số 4. Và cây này giá là 450.000. Tiếp theo là một cây dây trong Holder Lock Daiwa rút, dài 3m5, bát Daiwa, cứng 80, Made in Japan, có code no luôn, Interline. Phôi thì có hơi bị cũ theo thời gian. Bu xích, đọt của cần này là 3 ly 8, nặng 330g, dài 3m5, số 5 giá là 550, free ship. Hai da xoắn ít luôn. Đây là mã hàng số 6, dài 3m5, đây qua giá 550.000 nha mọi người. Tiếp theo là số 6 là một cây 2 khúc dây trong Insider, dài 2m7, độ cứng là 30, bát Fuji, tay cầm ở đây là bằng mousse, chất liệu là carbon.
Nguồn dư trong: đọt 2 ly 3, nặng 240g. Số 6. Rồi, cây này giá của nó là 470.000, 470.000. Số 6. Số 7 là một cây 2m7 luôn. 2m7 Holding Sports. Tem vàng xuất Nhật, cây này của hãng Suyumi, độ cứng thì là 50, dài 2m7. Đọt 2 ly 7, nặng 280g, số 7. Chỗ luồng dây trong nè mọi người. Cái này thì nó hơi bị khô keo á nha mọi người. Ngay cái phần quấn keo đây, lâu ngày nó hơi muốn bóc cái tróc cái phần keo ra. Đọt 2 ly 7, nặng 280g, số 7, 2 khúc nha mọi người, 2 khúc dây trong, Alphakin, 470.000. Số 8 là một cây rút dây trong, Suyumi, dài 3m9, cứng 30. Bát là bát hãng Suyumi, luồng dây trong. Đọt cây này là 2 ly 4. Nặng 370g, dài 3m9, số 8. Rút nha mọi người, dòng này rút gọn gàng ha. Giá 590.000. Màu trắng, phôi còn đẹp nha mọi người. Nên nó có bị dính bụi sơ thôi, mình về mình lau ha. Lau là nó sạch. Mã hàng số 8, 590. Số 10. Số 9 nha mọi người, là một cây Suyumi Suscaster 2 Made in China. Dài 3m6. Đọt 2 ly 6. Bát Fuji, khoan Fuji, khoan cái mình gặp lại luôn. Cây này thì đọt nó 2 ly 6, nặng 340g, số 9 nha mọi người. Dòng Trung Quốc xuất Nhật ha. Cây này giá 550, free ship. Mã hàng số 9 ạ, 550. Số 10 là một cây ráp khúc nha mọi người. Đây, cây này chất liệu nó là carbon. Cây này của hãng Suyumi, tem vàng xuất Nhật luôn. Carbon giả trúc, ráp khúc. Chiều dài của nó là 6m4. Đọt 0.8, nặng 160g. Cái này còn có nút zinc luôn. Này mình về sưu tầm. Câu thì tầm 2h thôi mọi người. Ra cần nó võng nha. Thường những cái cây ráp khúc này thì nó võng. Bu là bu xoay 360 độ. Cây này thì nó có 6 lóng. Đọt là 0.8, nặng 160g. Số 10. Bu cần thì còn bóng đẹp. Bu xoay 360 độ. Rồi cây này giá 690.000, số 10. Cây cần tay, ráp khúc nha mọi người, carbon ạ. Số 11 giới thiệu đến mọi người là một cây lưu. Lưu 2 khúc, chất liệu là carbon, dùng cho máy ngang Mola. Cái này của hãng Mola, chiều dài là 6,7 feet, là tương đương với lại là 2m01. Nhưng mà cây này nó còn có 1m9 nha mọi người, thực tế còn 1m9, độ cứng MH. Tải màu từ 10 cho tới 28g. Tải cá, sức tải là mát là 10kg nha mọi người, từ 10 cho tới 20lb nè. Tem vàng xuất Nhật luôn, tem đời mới luôn nha mọi người. Mola nha, thương hiệu Mola. Khoan Fuji 6. Thường thì cần máy ngang thì cái khoan nó nhỏ nha mọi người. Đây, lưu nhưng mà khoan nó nhỏ ha. Rồi số 11 ạ, dài 1m9, đọt 2.5, nặng 140g. Số 11, giá 490. Cây này logo nó là logo cây dừa mọi người.
MH ha. Rồi số 11 409 nha mọi người. Số 12 cũng là một cây lưu của đây qua còn cái bao luôn. Lưu một khúc thôi, dài 1m68, dùng cho máy ngang. Phantom, đây qua Phantom. 5,6 feet ha, một khúc. Sức tải nó đây mọi người, lưu là 1/16 đến là 5/8 OZ, line là 6/14 LB. Đây qua carbon whisker, dòng này là xoắn X hai da, khoan là khoan Fuji 6, cần còn nguyên là mọi người, không bị hụt gì hết nha, còn nguyên bản luôn, còn bao luôn. Tay cầm ở đây là dùng cho máy ngang, đọt 2 ly 2, nặng 80g, dài 1m68, số 12 730. Số 13, lô này toàn bộ là carbon hết nha mọi người. 13 là một cây ASO khoan lớn. Cây này của hãng Olympic. Olympic. Bass là bass Fuji. Chiều dài 5m3, còn 5m1. Đọt số 4. Roha Century. Dài 5m1. ASO khoan lớn. Đọt này là 2 ly 4. Nặng 440g. Bass Fuji, khoan Fuji luôn. Xoắn hai da luôn, xoắn ít, có 4 lóng là xoắn ít, 3 lóng với lại là một cái lóng gốc ở đây, dài có 5, còn 5m1, và giá là 650, mã số 13, bị hụt ngọn rồi, giá đẹp luôn. Số 14 là một cây Suyumi, ASO khoan nhỏ. Đọt số 2, dài 6m3, 6m2, dài 6m2, có bị trầy xước. Bass Fuji FS6, tay cầm lên mọi người. Ngay cái phần này thì nó có quấn nhợ, ngay cái bass nha. Có bị trầy xước, cây này có bị trầy, khoan Fuji. Ngọn cần 1 ly 4, nặng 300g, dài 6m2, số 14, giá cây này là 550.000. Tại vì cây này nó hơi bị xuống màu. Rồi em để giá cũng hữu nghị cho mọi người luôn ha. Đây, mọi người coi kỹ ha. Đây. Đọt số 2 thì 6m2 thì cũng ít hàng. Thường thì em có đọt số 1 ha. Đọt số 2, số 3 mà 6m thì ít nha mọi người. Đây, có bị trầy sơ. Đó, chỗ này nó trầy nè. Trầy. Số 14, dài 6m2, giá 550. Số 15. Cây Gamma, ASO khoan nhỏ Gamma, đọt là 0.6 đến 1. Dài 4m, Gamma Kasu. Bass Fuji FS6, tay cầm nó đây mọi người. Có bị trầy xước. Khoan này là khoan đá sứ ạ. À. Đọt của cần là 1 ly 1, nặng 200g, dài 4m, số 15, giá 500. Gamma nha mọi người, Gamma Kasu, phôi cần còn đẹp. Khoen là khoen hãng nha mọi người, khoen không thấy để Fuji đâu, bát thì bát Fuji. Số 15, giá 500. Số 16 là một... Ủa? Số 14. Mình giới thiệu cho mọi người rồi nè. 14 rồi. Số 15. Tiếp theo là số 16 đây ạ. À. Là một cây Daiwa. Daiwa này là ASO khoan nhỏ nha mọi người. Dài là 5m2. 5m2. Thực tế 5m2. Trên cần là để 5m3. Hai da xoắn ít. Cái này là tem vàng xuất Nhật luôn, có mã HS. Cái này made in Japan luôn. Bass là bass Daiwa. Hai da xoắn ít, khoan Fuji, bass Fuji. Đọt của cần này là 1 ly 6, nặng 200g, dài 5m2, số 16, 670.000.
hai da săn ít. Số 16 607. 17 là một cây súp lở nha mọi người. Súp lở này là Sensor Rip, dài 3m55, cây này bị hụt 5cm nha mọi người. Súp Bát Fuji Challenger, khoan Fuji luôn, khoan cái mình gặp được, dài 3m55, đọt 2 ly 2, nặng 350g, số 17, cây này 500. Phi ship cho mọi người luôn nha, màu xanh riêu ha. Và cây này 500. 17, 18 là một cây Suyumi, có bị trầy xước nhiều, dài 5m2, 5m3, còn 5m2, đọt số 4 nha mọi người. Made in Korea, Bát Fuji. Cây này bị trầy nhiều ở lóng, lông 2 từ gốc đi lên là bị trầy nhiều. Đây, khoan Fuji, còn lóng này thì ít trầy nè mọi người. Lóng thứ 3 từ gốc lên thì ít trầy, lóng thứ 4 cũng ít trầy luôn. Thứ 5 cũng ít trầy và lóng ngọn. Chỉ có cái lóng thứ 2 từ gốc, từ ngọn, từ cái gốc đi lên thì nó trầy nhiều đó. Hơi trầy nhiều nè. Chỉ trầy cái da bên ngoài thôi, không ảnh hưởng gì tới phôi bên trong nha mọi người. Đang trầy xước lâu ngày thì người ta câu, người ta kéo ra kéo vào, nó ma sát thì nó bị trầy thôi. Khoen này là khoen Fuji luôn, 7 khoen, một cái đầu bu, đọt 2 ly, nặng 460g, dài 5m2, số 18, 450.000. Số 19 là một cây Rufus ISO khoen nhỏ, carbon, dài 5m4, Bad Harbois, đọt 1.5, khoen hãng, cần này phôi thì cũng còn đẹp, đọt là 1 ly 2, nặng 280g, số 19, cây này 470.000, phôi cần còn đẹp. Đó, còn bóng đẹp, trầy xước ít, cây nào trầy thì em báo ha, còn cây này là không trầy nè, trầy ít lắm, còn đẹp. Số 19 ạ, 470.000, 5m4, khoen hãng, bát hãng, để giá đẹp cho mọi người. Số 20 là một cây 5m4, cây này của hãng là Siêu Star, tem vàng xuất nhật luôn, đọt số 2, dài 5m4, Power Flow Stream, New Stream, dài 5m4, đọt 1 ly 4, nặng 300g, bát Fuji F7, khoen Fuji. Số 20, giá 580.000, phôi cần còn bóng đẹp. Carbon vân. Cây này còn đẹp. Số 20, 580. Rồi, mọi người mua hàng thì cứ gọi điện hoặc là nhắn Zalo cho em nha. Em xin chào và cảm ơn tất cả mọi người.